lâu, du lịch Trung Quốc đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trên toàn thế giới. Ngoài vô vàn những kỳ quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực phong phú, nền văn hóa đa sắc tộc độc đáo, Trung Quốc là đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất châu Á và đứng thứ tư trên thế giới. Trung Quốc là nước đông dân thứ hai sau Ấn Độ. Du lịch Trung Quốc vô cùng phát triển bởi mỗi tỉnh thành của đất nước tỷ dân này lại có vô vàn điểm tham quan du lịch mà du khách có đi mòn chân cũng chưa khám phá hết. Trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân Việt Nam nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã và đang trên đà phát triển, đời sống ngày càng nâng cao. Vì vậy, du lịch cũng là một nhu cầu thiết yếu đối với người dân. Tể theo nguyện vọng đó, chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã tạo điều kiện cho nhân dân hai nước qua lại tìm hiểu khám phá những nét tương đồng của nhân dân hai nước và tìm hiểu những phong tục tập quán, khám phá những điểm du lịch. Sau nhiều ngày chuẩn bị bàn bạc thống nhất, tối ngày 19 tháng 8 năm 2024, đoàn du lịch Hải Dương chúng tôi do chị Nguyễn Thị Kim Hoa, đoàn trưởng, dẫn đoàn, dự kiến trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 8 năm 2024. Điểm đến của đoàn là Bình Biên, Kiến Thủy, Di Lặc và Mông Tự. Có thể nói đây là chuyến đi tôi đã mong ước từ lâu. Cho nên từ khi chụp ảnh làm sổ thân hành và được bên phía Hải quan Trung Quốc chứng nhận, tôi vô cùng vui mừng và chỉ mong ngày đó đến sớm. Trước khi khởi hành, tôi chuẩn bị vali, quần áo, thuốc men và một số tư trang. Và cuối cùng ngày mong đợi đó cũng đã đến. Đúng 9 giờ tối ngày 19 tháng 8 năm 2024, theo sự sắp xếp của chị Nguyễn Thị Kim Hoa, trưởng đoàn, chiếc xe khách mang biển số 34B02969 đón đoàn chúng tôi tại Đài Liệt Sĩ, thành phố Hải Dương. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Sau khi kiểm tra quân số, chiếc xe từ từ lăn bánh qua các con đường quen thuộc trong thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương cũng thật yên bình. Đây là một thành phố trẻ mới được thành lập trong những năm qua. Hải Dương cũng đã phát triển không ngừng, đời sống nhân dân có những thay đổi vượt bậc. Sau khi chào hỏi xã giao mọi người, làm quen nhau, trò chuyện vui vẻ, có nhiều người đi với đoàn thường xuyên, có nhiều người đi với đoàn lần đầu tiên nên chưa quen nhau. Nhưng chỉ sau một quãng đường, mọi người đã làm quen nhau, trò chuyện vui vẻ, không khí trong xe trở nên thân mật. Mọi người nói chuyện về địa điểm sắp đến, những kế hoạch vui chơi và những món ăn ngon sẽ được thưởng thức. Và sau quãng đường dài, một số người đã chìm vào giấc ngủ. Sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chiếc xe đã đưa đoàn chúng tôi tới cửa khẩu Lào Cai. Lúc này là 3 giờ 30 phút sáng. Đền mẫu Lào Cai tọa lạc tại cột mốc biên giới số 102 giữa Việt Nam và Trung Quốc, xưa thuộc phố Mão Thắng, Châu Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa, nay thuộc thành phố Lào Cai, Việt Nam. Mọi người tranh thủ thăm đền mẫu, lễ mẫu,
cầu cho chuyến đi được bình an. Lúc này trời đã sáng dần, mọi người tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm đầu tiên tại cột mốc 102 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng hành với đoàn chúng tôi là công ty Liên Minh Tour Vân Nam, địa chỉ số 28A, đường Nguyễn Khôi, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Số điện thoại 033-888-2198. Sau bữa ăn sáng điểm tâm, lúc này trời đã sáng hẳn. Hướng dẫn viên nam của đoàn chúng tôi là Bùi Minh Đức và hướng dẫn viên nữ người Trung Quốc Ngô Lạc Bình hướng dẫn đoàn lắp sim và đổi tiền Việt Nam sang tiền tệ của Trung Quốc. Sau khi nhận sổ thông hành, mọi người xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh sang nước bạn. Trung Quốc là láng giềng với Việt Nam chúng ta, có đường biên giới chung dài khoảng 1.450 km, điểm giao tiếp là các tỉnh phía Bắc kéo dài từ tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Trung Quốc có nhiều nét tương đồng do sự gần gũi về lịch sử lâu đời. Những điểm tương đồng này đã tạo nên sự gắn kết giữa hai quốc gia mà còn góp phần hình thành bản sắc riêng. Trước mắt chúng tôi là cửa khẩu Hà Khẩu. Cửa khẩu Hà Khẩu là một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng nằm ở phía nam tỉnh Vân Nam, nối liền với cửa khẩu Lào Cai của Việt Nam qua cây cầu Kiều bắc qua sông Nậm Thi, tạo nên một điểm giao thương văn hóa quan trọng giữa hai quốc gia. Và sau 2 tiếng đồng hồ, đoàn chúng tôi đã đạt được những bước chân đầu tiên trên đất Trung Quốc. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm tại cửa khẩu và theo chân hai hướng dẫn viên, chiếc xe mang số hiệu GIL243 đã chờ sẵn đoàn. Anh lái xe Vương Tất Nghiệp là người sẽ đưa đoàn và đồng hành với đoàn trong những ngày tới. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chiếc xe từ từ lăn bánh qua những con phố bên nước bạn. Qua cửa kính ô tô, phải nói rằng nước bạn rất sạch sẽ, đường thông hè thoáng. Anh hướng dẫn viên chào hỏi giới thiệu về một số quy định khi vào lãnh thổ của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đến tuyến đường cao tốc Hà Khẩu Côn Minh. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc gọi là xuyên Á, nằm trong cái dự án hai hành lang một vành đai, đó là vành đai Côn Minh Hà Nội Hải Phòng và vành đai thứ hai là vành đai Nam Ninh Hà Nội và Hải Phòng nhá. Và vành đai nữa là vành đai Trung Quốc và các nước tiểu sông Mekong mở rộng, nên là cái tuyến đường này là tuyến đường đánh chất công tác của một người buôn bán và giao thương. Và thì các cô chú anh chị phải lên đầu đường cao tốc sẽ dừng lại và phía phòng họ lên học kiểm đến người. Chiếc xe chạy qua nhiều vùng đồi núi, phải nói rằng Trung Quốc họ rất chú trọng về xây dựng cầu đường. Trên đường đi, đoàn đi qua nhiều hầm cầu, cái cảnh quan đa dạng, làng mạc cổ kính hùng vĩ, đồng bằng rộng lớn, với mỗi cung đường ở những cảm giác khác nhau cho mỗi thành viên trong đoàn. Và sau 2 tiếng đồng hồ, điểm đến đầu tiên của ngày thứ nhất là Bình Biên. Bình Biên là một huyện dân tộc người Miêu, cách cửa khẩu Lào Cai khoảng 150 cây số, thuộc Châu Hồng Hà, Vân Nam Trung Quốc, nằm ở độ cao 2.590 m so với mực nước biển. Bình Biên có khí hậu khá mát mẻ. Bình Biên Miêu Trại Tích Thủy được ví như Phượng Hoàng cổ trấn thu nhỏ. Bình Biên là một khu dân cư của người dân tộc Miêu sinh sống tại Châu Tự,
chị Hồng Hà, huyện Bình Biên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bình Biên là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng với cảnh đẹp và thiên nhiên hoang sơ. Ngày nay Bình Biên đã đổi mới, khá hiện đại với những công trình cao tầng, nhiều nhà hàng khách sạn rộng lớn nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc theo phong cách thời xưa. Sau bữa cơm trưa đã được điều chỉnh ít dầu mỡ theo phong cách Việt Nam nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của món ăn Trung Quốc. Đoàn đi khám phá Bình Biên. Phong cảnh Bình Biên thật là đẹp. Bình Biên khiến đoàn chúng tôi mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên với vẻ thanh bình cổ kính, những ngôi nhà mái ngói âm dương, những cây cầu đá, thác nước tô điểm thêm cho thị trấn Bình Biên. Mọi người trong đoàn, đặc biệt là phái nữ đến đây thì chụp ảnh sống ảo là thiên đường cho phái nữ. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, đoàn tiếp tục lên xe đi kiếm thủy. Ngồi trên xe nhìn qua ô cửa kính là san sát những ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc cổ. Và điều đặc biệt, người dân Trung Quốc họ sử dụng toàn xe ô tô điện và xe máy điện. Đường phố ngăn nắp, sạch sẽ, vệ sinh. Đường phố luôn tấp nập các khu vực trung tâm thương mại, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, thể hiện sự thịnh vượng phát triển của người dân nơi đây. Trong phóng sự ngắn này, người viết bài này không có ý định quay phim từ trước nên thiếu nhiều chi tiết, nhưng cũng phần nào ghi lại được một số hình ảnh của đoàn chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ nên hình ảnh không được như mong muốn. Sau gần 2 tiếng ngồi trên xe, đoàn chúng tôi cũng đến được Kiến Thủy và ghé thăm Chu Gia Hoa Viên, phố cổ thời Minh Thanh. Đoàn xuống xe và bắt đầu khám phá Chu Gia Hoa Viên. Chu Gia Hoa Viên tọa lạc ở giữa phố Kiến Tân, thành phố cổ Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chu Gia Hoa Viên rộng tới hơn 20.000 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng chiếm 5.000 mét vuông, với tổng số 214 gian nhà và khoảng 42 sân vườn khác nhau. Đây là một dinh thự được xây dựng bởi gia đình họ Chu có họ quê gốc ở Hồ Nam và đã tới Vân Nam vào thời nhà Minh. Nhà họ Chu đã mua 30 mẫu đất ở Kiến Thủy và xây dựng dinh thự này. Đã có rất nhiều thợ thủ công lành nghề tham gia, sau 30 năm mới được hoàn thành. Hướng dẫn viên giúp đoàn chúng tôi chụp ảnh lưu niệm và đi tham quan Chu Gia Hoa Viên. Đoàn chúng tôi gồm có 33 thành viên, lần lượt theo chân người hướng dẫn viên đi qua các gian nhà, sân vườn cổ kính. Mọi người đều có những cảm nhận về phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Tất cả các kiến trúc được chế tác bằng gỗ tinh xảo, thể hiện cuộc sống hàng ngày dưới thời nhà Thanh. Bên cạnh đó, Chu Gia Hoa Viên còn có hồ nước, các hành lang dài và các bậc ghế để du khách có thể nghỉ ngơi. Đến đây mọi người có thể thuê trang phục, chụp những tấm ảnh cổ trang làm kỷ niệm.
đúng giờ đấy. Đây, nhà gia tộc họ Chu họ đầu tư hẳn một cái trường lớp học ở đây để mà mỗi năm tiến hành công việc học tập và thi cử và tổ chức thi ở tại đây, tuyển chọn nhân tài luôn. Đấy, giờ gia tộc. Đây, phố ta hát đấy. Và đặc biệt là những người khách quý của nhà này và những đối tác. Giờ mà mấy em này em lấy mình là mình ở lại ngay không về nữa. Quả ái nỉ. Sau khi tham quan xong, đoàn tiếp tục di chuyển qua những con đường lát đá trong phố cổ Chu Gia Hoa Viên. Hai bên đường là những hàng quán bán đồ nướng và quà lưu niệm. Đến đây mọi người có thể mua đồ lưu niệm để tặng cho bạn bè và người thân. Trong đó, món quà được ưa chuộng ở đây là gốm tím kiến thủy. Đoàn di chuyển qua các con phố cổ kính, những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ truyền thống mái cong vút. Sau quãng đường ngắn, đoàn đã đến lầu Triều Dương. Lầu Triều Dương tọa lạc ở cuối phía đông của đường Lâm An, trung tâm huyện Kiến Thủy, châu Tự Trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Lầu Triều Dương được xây dựng vào năm Hồng Vũ thứ 22, đời nhà Minh, tức năm 1989 theo lịch Tây. Nơi đây có diện tích khoảng hơn 2.000 mét vuông. Lầu Triều Dương được đánh giá là có lối thiết kế ấn tượng, mang đậm nét phong cách cổ xưa của Trung Quốc, với mái hiên bay, cột sơn và được chạm khắc tinh xảo. Cả đoàn dừng chân và chụp ảnh làm kỷ niệm và di chuyển ra xe trở về khách sạn. Chiếc xe chở đoàn chúng tôi lăn bánh qua những dãy phố cổ kính. Phải nói rằng đường phố của đất nước Trung Quốc rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đặc biệt ở đây là họ không dùng còi xe. Xe đi qua các con phố chính của Kiến Thủy, những dãy phố hiện đại xen lẫn với những công trình kiến trúc truyền thống của người Trung Quốc. Các quán cà phê, nhà hàng nằm san sát, bày bán đủ các loại sản phẩm từ quần áo, đồ gia dụng đến đồ ăn đặc sản của địa phương. Những tấm bảng hiệu màu sắc rực rỡ làm cho đường phố thêm nhộn nhịp. Tức là 36 nghìn đấy. Mọi người có thể đi taxi, cứ cầm cái danh thiếp là lên taxi nó trở về khách sạn chúng ta thôi. Ở đây nó rất dễ, không thì ai chân khỏe đi đi khoảng 1,6 km đi. Sau ít phút di chuyển, đoàn đã về tới khách sạn. Mọi người nhận hành lý của mình và làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn chúng tôi ở đêm nay được xây dựng rất hiện đại theo phong cách mới, với tông màu ấm áp. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, giường ngủ rộng rãi, nệm êm ái. Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, đoàn tiếp tục theo hướng dẫn viên của đoàn lên xe và đi ăn tối. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường phố thật đẹp, những ánh đèn quảng cáo lung linh như tô điểm thêm cho phố cổ thêm đẹp.
các nhà hàng ở nơi đây được bố trí khoa học, những món ăn thật hấp dẫn và bắt mắt. Cả đoàn vừa ăn uống vừa được thưởng thức những điệu nhảy đặc trưng của người dân tộc vùng này, những bài hát ca ngợi quê hương đất nước con người. Mặc dù hai ngôn ngữ khác nhau, nhưng tôi cảm nhận con người nơi đây họ thật thà và thân thiện. Sau khi thưởng thức bữa tối, đoàn tiếp tục di chuyển lên xe và tham quan chợ đêm. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường phố thật đẹp, những ánh đèn quảng cáo lung linh như tô điểm thêm cho phố cổ thêm đẹp. Đêm đến các phố đi bộ và chợ đêm trở nên náo nhiệt với dòng người qua lại mua sắm tấp nập. Buổi tối ở Trung Quốc còn là thời điểm lý tưởng để đoàn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. Tất cả các món ăn đặc sản nổi tiếng như đậu phụ thối, kẹo hồ lô, mực nướng hay chè trôi nước, vân vân. Và chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa đoàn chúng tôi đến khu chợ đêm. Chợ đêm Tử Nào thuộc Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Đây là một phố cổ nhộn nhịp sầm uất với vô số nhà hàng quán ở hai bên đường. Phố đêm Tử Nào nằm bên bờ hồ Quảng Từ, con phố dài 400 mét. Ẩm thực nơi đây đặc trưng là đồ xiên nướng. Đoàn chúng tôi tham quan khu chợ, mua những mặt hàng mình yêu thích. Nhưng quả thật ngôn ngữ bất đồng nên gặp không ít khó khăn, nhưng cảm nhận rằng họ thật thà và thân thiện. Lúc này đã là 22 giờ giờ Trung Quốc và 21 giờ giờ Việt Nam. Sau một ngày tham quan khám phá Kiến Thủy, đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi và kết thúc ngày đầu tiên tại Trung Quốc. Và sau một đêm ngủ tại khách sạn, bình minh một ngày mới lại về. Khi mặt trời vừa mới ló dạng, những ngôi nhà cao tầng bắt đầu hiện rõ hơn. Buổi sáng không khí ở đây thật mát mẻ và trong lành. Cả thành phố cũng bắt đầu công việc mới. Người dân địa phương cũng dậy sớm để tập thể dục. Tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động của một đô thị mới phát triển. Mọi người thức dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng rồi tiếp tục di chuyển thăm cầu Song Long. Trên đường đi, mọi người trong đoàn được hướng dẫn viên thuyết trình về con người, cuộc sống nơi đây. Ai ai trong đoàn cũng phải thán phục vì đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với nhân dân. Nói gì Trung Quốc nó làm cái gì nó cũng hoành tráng, nhất là dành cho xây dựng công viên này, quảng trường này, các cái đường xá hoặc là những khu công cộng vui chơi, hoặc nhà đất là cái các cái khu vực sân bay, nhà ga, bến cảng, người ta không tiếc đất. Riêng Trung Quốc nó xây cái gì nó cũng to. Một cái nhà ga tàu cao tốc nó vận hành nó xây bằng cả một cái bằng mấy cái xã của mình cộng lại. Nó không tiếc đất đâu. Cho nên là Trung Quốc nó làm cái gì nó cũng quy hoạch được. Và mọi người sang đây thấy tất cả những cây xanh đô thị này, cái cây xanh ven đường nó đều quy hoạch trồng các loại cây nhất định, và thứ hai khống chế chiều cao, không để cho tán lá nó to, nó cắt hết không cao đâu, nên nó đều nhau. Thứ hai là nó không bị mưa bão đổ.
và chỉ sau ít phút, xe của đoàn cũng đã tới địa điểm. Mọi người xuống xe và tham quan cầu Song Long. Cầu Song Long là một cây cầu lớn nằm ở địa phận sông Lô Giang với hai lầu gác, 17 lỗ vòm cao 9 mét và rộng 3 mét, dài 150 mét. Cầu Song Long là một cây cầu cổ lớn có lịch sử lâu đời, là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Kiến Thụy. Chị em phụ nữ của đoàn đã lưu lại những tấm ảnh tại cầu. Quả thật đến nơi đây mà không chụp ảnh thì thật là một thiếu sót lớn. Thời tiết ở Kiến Thụy thật dễ chịu, nhiệt độ lúc này khoảng 20 độ C. Sau khi tham quan khám phá cầu Song Long, đoàn lên xe đi tiếp tục. Chiếc xe chở đoàn chúng tôi chậm chậm di chuyển tiến về Di Lặc. Mọi người tranh thủ ngắm cảnh hai bên đường. Từ đây đến Di Lặc khoảng 150 cây số. Anh lái xe người Trung Quốc Vương Tất Nghiệp điều khiển con ngựa sắt thật điêu luyện. Đoàn chúng tôi không có ai bị say xe. Để tăng không khí vui tươi cho đoàn, một số thành viên trong đoàn đã mang lời ca tiếng hát của mình ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ và ca ngợi tình đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Toàn dân binh đội cả trời nắng to, này là gió cuốn mây trôi đưa đoàn tôi đi, này là bóng nắng liêu xiêu che chở đoàn tôi đi vòng quanh co quanh co quanh co quanh co. Thôi thì các cô thì cháu vừa bật công việc cô Yến, thì cháu xin hát tặng một điều bài tiếng Trung được không ạ? Bài này cũng là do nhạc trẻ xuất hiện những năm 90 mà cháu vẫn thích hát. Quán sư dù phân hơn thì xem chữ sư thái thôi, chỉ thiếu xem sùng sung vũ châu sân lính mộng mờ chú quan thâu yên tình của chủ đi ướt lùng đừng sự chén đi tú tư trao hiền chủ dễ tâm nhì nam chân thân chàng chàng nú mong xin suy tồn chân thân chàng xen xú chàng phàng lãng xưa xin thương nàng xưa trình nghi lũ phân làm xưa lý trai quá xin trồn phang chỗ hoang. Vòng chân kia tựa như giấc mộng phù du cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua Woo!
đi như ngắn lại. Sau khi dừng chân ăn cơm trưa, món ăn ở nhà hàng chúng tôi thưởng thức thật thanh đạm. Đồ ăn của họ tuy có chút dầu mỡ nhiều nhưng cũng rất dễ ăn. Có món há cảo được mọi người yêu thích. Cả đoàn quây quần bên mâm cơm mà nâng những chén rượu mừng cho chuyến đi. Sau khi dùng bữa cơm xong, đoàn tiếp tục di chuyển. Nhìn qua ô cửa kính mới thấy rằng Trung Quốc họ làm hệ thống cầu cống thật sự là tốt, xứng đáng là một đất nước đứng thứ nhì thế giới. Xe của đoàn chạy qua những con đường quanh co. Nhìn ra ngoài cửa xe, những ngôi làng nhỏ nhắn nằm nép mình dưới những con sông uốn khúc như dải lụa mềm, tất cả tạo nên một bức tranh làng quê. Xe của đoàn di chuyển qua các đường phố đông đúc với dòng xe cộ đi lại tấp nập liên tục từ ô tô xe máy. Cảnh tượng này thể hiện sự phát triển nhanh chóng của đất nước Trung Quốc. Chiếc xe chậm chậm rồi dừng bánh hẳn. Cả đoàn xuống xe. Trước mắt chúng tôi là Di Lặc Mông Tự. Đây là khu núi Cẩm Bình, nơi có bức tượng ngồi lớn nhất thế giới, cao 19,9 m, được dát vàng 24K. Đoàn mua vé xe điện và di chuyển lên đỉnh núi. Khoảng 10 phút đi xe, đoàn chúng tôi cũng đã đến được đỉnh núi. Tượng Di Lặc là tượng rất quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Trung Quốc. Ông được coi là vị Phật của hạnh phúc và may mắn, được tôn thờ rộng rãi ở các chùa. Bức tượng không chỉ là một biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn là một phần không thể thiếu trong nghi lễ và phong tục truyền thống của nhân dân Trung Quốc. Mọi người thắp hương thành kính, mong Ngài phù hộ độ trì cho gia đình sức khỏe, ấm no hạnh phúc và cầu may cho chuyến đi được thành công, viên mãn. Thời tiết hôm nay như chiều lòng người, tuy có nắng một chút nhưng không khí cũng rất mát. Chùa này rất đẹp và nó mát, nó không lắng như này đâu. Ok. Đây, đi cùng hướng dẫn kìa.
Nếu mà đi xe đi hướng dẫn theo cùng hướng dẫn nhá. Đi chùa đi theo đây. Không có cái chùa đẹp nhất. Đi về. Đi là có cái thang nghỉ mà của mình này. Vâng. Ok. Hai vợ chồng ông ấy cũng không thể đi nhỉ? Hai vợ chồng cái bác già ấy. Sau khi chụp những tấm ảnh lưu niệm xong, cả đoàn đi bộ xuống chùa dưới núi qua những bậc đá xanh giữa hàng cây dâm mát. Mọi người được vãng cảnh chùa. Chùa ở đây nằm trên sườn núi cao với nhiều bậc đá xanh. Khuôn viên chùa được bao quanh bởi cây cối xanh tốt, các con đường lát đá sạch sẽ. Bước chân vào bên trong chùa là một không gian yên tĩnh và thanh tịnh. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa và một số thành viên trong đoàn thắp hương, mắt hướng lên ban thờ Phật, nguyện cầu Phật Thánh tác đại chứng minh gia hộ cho cả đoàn được sức khỏe, gia đình ấm no hạnh phúc. Sau hơn một tiếng tham quan chiêm bái vãng cảnh, đoàn tiếp tục lên xe đi thăm công viên Thái Bình. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi ở trên xe, đoàn chúng tôi di chuyển hướng về Tây Nam. Hai bên đường là những hàng cây dâm mát, cảnh quan đường xá Trung Quốc thật hiện đại. Khi xe di chuyển, cảnh quan xung quanh liên tục thay đổi, từ những khu vực xanh mướt của đồng quê đến những con phố sầm uất của thành phố đã tạo nên một bức tranh vô cùng phong phú. Và sau khoảng thời gian ngắn, đoàn chúng tôi cũng đã đến được điểm đến. Hướng dẫn viên đoàn mua vé tham quan công viên. Khi ngồi trên chiếc xe điện đi qua những tán cây xanh, thời tiết ở đây thật mát mẻ và chỉ khoảng 22 độ C. Không khí trong lành. Công viên Thái Bình Hồ tọa lạc ở phía đông của thành phố Di Lặc, với diện tích lên đến 42.000 m². Công viên này được trải dọc với nhiều hồ nước trong xanh, tạo nên một bức tranh hùng vĩ. Nơi đây lý tưởng cho chị em phụ nữ trong đoàn có những bức ảnh đẹp. Thank you.
Lúc này trời cũng đắp về chiều, đoàn lên xe tàu điện và ra xe và về nhà hàng. Ngồi trên xe, mọi người có dịp nhìn qua ô cửa sổ của xe, tiếng động cơ của xe xen lẫn tiếng cười, tiếng nói, tiếng người hướng dẫn viên. Đây là thời điểm lý tưởng để thư giãn suy nghĩ và tận hưởng cuộc hành trình này. Cái khách sạn chúng ta cũng ở trung tâm, nếu mà thôi thì không nói đi bộ, đi bộ xa lắm đấy cây. Từ khách sạn chúng ta có một cái con đường thẳng, đâm thẳng ra phố, đâm thẳng ra quảng trường luôn. Sau ít phút di chuyển, chiếc xe dẫn đoàn chúng tôi tới nhà hàng. Phải công nhận nhà hàng ở đây họ thiết kế rất khoa học, với nhiều đèn lồng đặc trưng của Trung Quốc. Các món ăn được trưng bày hấp dẫn đẹp mắt để tăng thêm phần hấp dẫn cho nhà hàng. Nhà hàng luôn có một đội văn nghệ để tạo cho du khách thoải mái khi dùng bữa. Buổi tối ở đây thật yên bình, những biển hiệu quảng cáo, ánh sáng của những tòa nhà cao tầng được chiếu bằng đèn laser đủ màu sắc. Con phố nhộn nhịp, các quán cà phê nhà hàng đông đúc tạo nên bầu không khí cực kỳ sinh động. Mọi người khoảng 9:30 tập trung ở dưới đại sảnh cho mọi người tắm rửa đã. Ai muốn đi quảng trường thì xuống tầng 1 để tâm nghỉ ngơi ạ. Ngày mai thì chúng ta sẽ ăn sáng ở tầng 1. Ngày mai cũng giống như hôm nay là bắt đầu từ 7:15 đi. Bắt đầu ăn sáng. Sau đó 8 giờ chúng ta sẽ xuất phát nhé. 8 giờ. Và tính nữa là về các bạn cháu sẽ nhắn một cái tin nhắn là bao gồm có wifi, rồi là ăn sáng ở tầng mấy rồi mấy giờ nhé, để cho mọi người nhớ. Thứ hai là trong nhóm có vấn đề gì thì cứ gọi cho cháu. Ok. Khách sạn cách đây chắc không đến 10 phút rồi. Kết thúc bữa ăn, đoàn trở về khách sạn nhận phòng và tắm rửa, nghỉ ngơi. Buổi tối ở Mông Tự thật yên tĩnh, một số thành viên ở tại khách sạn nghỉ ngơi, còn một số tham quan chợ đêm. Chợ đêm ở đây vào buổi tối là một không gian vô cùng sinh động, nổi bật với ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lồng tỏa ra. Ngoài các món ăn ở chợ đêm, còn có nhiều sản phẩm khác như những món ăn nướng, chiên, hấp, các gian hàng đa dạng, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Chợ đêm ở đây có các mặt hàng chủ yếu là quần áo, vải vóc và một số món ăn khác như đồ nướng, đồ chiên, rán, đặc trưng của Trung Quốc. Đây cũng là buổi tối thứ hai chúng tôi có mặt tại đất nước này. Sau khi tham quan thưởng thức một số đồ uống ở đây, đoàn chúng tôi trở về khách sạn kết thúc ngày thứ hai tại Trung Quốc. Và sau một đêm nghỉ ngơi, bình minh một ngày mới lại về,
mọi người thức dậy sau một đêm dài. Sau khi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong, lúc này người địa phương họ cũng thức dậy để đi tập thể dục. Phong cảnh nơi đây thật yên bình, đường phố vắng vẻ. Một số người Trung Quốc họ bắt đầu công việc của mình. Đoàn chúng tôi ăn sáng rồi theo lịch trình đi Mông Tự. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe chở đoàn đi qua các con phố. Lúc này đường phố cũng khá vắng vẻ, vì người Trung Quốc họ làm theo giờ Bắc Kinh nên họ làm muộn hơn ta một tiếng. Chiếc xe chở đoàn chúng tôi chạy băng băng qua các dãy phố. Xe của đoàn chạy qua nhiều con phố cổ, các công trình kiến trúc hiện đại, các kiến trúc cổ như cổng thành, đền thờ, chùa, chiền cũng thường xuất hiện. Những thửa ruộng bậc thang, những thung lũng rộng lớn tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và thanh bình. Đường xá ở đây rất tốt, nên sau hơn một tiếng đồng hồ, đoàn đã đến Mông Tự ghé thăm và tìm hiểu con đường tơ lụa đặc sản của Vân Nam. Vân Nam được thiên nhiên ưu đãi với cây cối xanh tốt, nhiều loại thuốc quý, và đặc biệt ở đây có lụa tơ tằm rất nổi tiếng. Đây là một khu trung tâm trưng bày và bán các sản phẩm liên quan đến lụa tơ tằm, các loại thuốc hiếm quý. Đàn bà chúng ta mà ăn con nhộng ấy thì là nó sẽ dưỡng da đẹp da, còn như nam giới ăn vào thì sẽ mổ thận. Còn nói về tầm xa, về cất tầm ấy thì cũng là một loại thuốc rất chi là quý. Người ta đem đông y đem về chế làm thuốc bát gan này, sáng mắt. Sau khi tham quan, đoàn được giới thiệu một số sản phẩm. Phải nói rằng lụa tơ tằm ở đây thật tốt, nên sau khi tham quan, một số thành viên trong đoàn đã mua hàng về làm quà cho bè bạn và người thân. Đây là cái thuốc xịt xoang này, Abin xoang mũi hoặc là viêm xoang. Và cái nồi này là 158 này. 158 này, phải thay qua giảm giá. Sau khi tham quan và mua một số mặt hàng, đoàn tiếp tục lên đường. Lúc này trời khá nắng, mọi người có dịp ngồi trong xe và ngắm cảnh. Đất nước Trung Quốc họ quy hoạch rất tốt, nhà cao tầng mọc lên san sát, đường rộng, cây cối xanh tươi. Và chẳng mấy chốc, chiếc xe chở đoàn đã đến nhà hàng. Nói đến Vân Nam Trung Quốc, không thể không nói tới bún qua cầu. Bún qua cầu Vân Nam Trung Quốc là đặc sản của người Hán ở vùng Đền Nam. Đây là một trong các vùng ẩm thực nổi tiếng của Trung Quốc. Món ăn này có lịch sử hơn 100 năm, bắt nguồn từ huyện Mông Tự của tỉnh Vân Nam. Khi đoàn chúng tôi đến thì khá đông khách. Để tăng thêm phần hấp dẫn, nhà hàng có nhiều tiết mục hát múa ca ngợi quê hương đất nước con người. Tuy rằng tiếng của họ chúng tôi không hiểu, nhưng cảm nhận chung là họ thật thà và rất thân thiện. Thank you.
món bún qua cầu ở đây họ trình bày rất đẹp và bắt mắt. Đây cũng là lần đầu tiên cả đoàn thưởng thức món ăn này nên khá thú vị và hấp dẫn. Cũng rất vinh dự cho đoàn được họ mời lên giao lưu văn nghệ. Mặc dù không hiểu tiếng của nhau nhưng đều cảm nhận được giai điệu bài hát khá hay. Chia tay với nhà hàng, đoàn tiếp tục di chuyển đến địa điểm mới. Con ngựa sắt với sự điều khiển tài tình, tay lái điêu luyện lại chở đoàn chúng tôi qua các con phố ở Trung Quốc. Mọi người tranh thủ ngắm cảnh hai bên đường. Riêng đối với bản thân người viết bài này không ngủ, chỉ sợ mình bỏ mất cảnh đẹp. Có lẽ chuyến đi này sẽ còn đọng lại mãi trong tim của tôi và mọi thành viên trong đoàn. Điểm đến tiếp theo là Trang Viên Lậu, Lầu Chu Tử. Cả đoàn xuống xe theo chân hướng dẫn viên. Chu Tử Lầu nằm ở trong khu vườn Vạn Mẫu ở phía đông nam huyện Mông Tự. Lầu Chu Tử được khánh thành vào tháng 10 năm 2009 và cơ cấu kiến trúc 7 tầng hình bát giác với chiều cao là 48,86m. Tòa tháp nằm ở giữa vườn lựu Vạn Mẫu tạo nên một cảnh quan cho nơi này. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi, hoa quả xanh tươi, đặc biệt là táo đỏ và lựu. Một số thành viên trong đoàn tranh thủ mua một số hoa quả làm quà cho gia đình. Và lúc này trời cũng đã trở về chiều. Có lẽ Chu Tử Lầu sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi thành viên trong đoàn. Và theo lịch trình, đoàn lên xe và về Hà Khẩu. Vậy là chuyến du lịch tham quan Bình Biên Kiến Thủy Di Lặc và Mông Tự Trung Quốc của đoàn Hải Dương đã thành công tốt đẹp. Tuy chỉ có 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi, từ lúc một số thành viên trong đoàn còn chưa biết nhau, đến nay sau hành trình đã cùng nhau tham quan du lịch, họ đã trở nên thân thiết như anh em trong một nhà. Trung Quốc là láng giềng với đất nước Việt Nam chúng ta, núi liền núi, sông liền sông, và có nhiều nét tương đồng về văn hóa.
chuyến tham quan của đoàn thành phố Hải Dương đã thể hiện tình đoàn kết một lòng của nhân dân hai nước. Có thể nói chuyến tham quan được thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn xin cảm ơn công ty Liên Minh Tour Vân Nam, địa chỉ số 28A, đường Nguyễn Khôi, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Số điện thoại 033-888-2198. Cảm ơn hướng dẫn viên Bùi Minh Đức. Cảm ơn hướng dẫn viên Ngô Lạc Bình. Cảm ơn lái xe Vương Tất Nghiệp, người Trung Quốc, đã giúp đỡ tận tình đoàn chúng tôi trong những ngày tham quan. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Hoa, trưởng đoàn, đã giúp đoàn đôn đốc hướng dẫn đoàn. Mọi người cùng thu dọn hành lý, làm thủ tục nhập cảnh, kết thúc chuyến du lịch tham quan Trung Quốc. Chắc chắn rằng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ với mọi thành viên trong đoàn.